Đây là những bức ảnh lạ lùng phần 3. Bức ảnh cuối chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Đây là Aladdin và cái micro thần bay lơ lửng trên bãi biển. Thật ra cái phần đen đen này là cái bóng của một cây cờ. Bầy dịch sim này đang kéo anh em xã đoàn đi tắm sông. Thật ra đây là đầu của những chiếc xe máy đang bị ngập nước. Cái gì vậy bà nội? Con chó bự nhất thế giới, nhìn quá ghê gớm. Ăn trộm muốn chơm đồ nhà này chắc cũng ghén lắm. Đừng nghĩ bậy, thật ra đây là quai đeo của một chiếc túi thôi. Do ánh sáng chiếu từ một bên nên nhìn hơi giống cái mông.